Rồi, mến chào quý cô chú anh chị em nha. Cô chú anh chị em nhìn trên đây có giống một cái kho không? Nhưng mà không phải một cái kho đâu. Ở trên đây là một cái cửa hàng mà nằm ở cái lầu cao nhất luôn. Xe máy nha, bán xe máy mà nằm ở trên một cái lầu cao nhất luôn. Đây, để em quay xuống dưới cho cô chú anh chị em mình xem. Quá trời xe luôn nha. Cái sức chứa xe bên cửa hàng này á, thì có thể lên tới 1.000 chiếc luôn cô chú anh chị em. Không phải là nói điều đâu, có thể lên 1.000 chiếc luôn. Tại giờ ở trên lầu nè, rồi gian bên đây, rồi còn gian bên kia nữa, rất là nhiều xe luôn. Bây giờ em sẽ quay kỹ lại cho cô chú anh chị em mình nha. Đây nè, từ khúc trên đây cho tới khúc dưới đây luôn, rất là nhiều xe tại cửa hàng. Đấy. Mà đặc biệt là hôm nay là giữa tháng 7 âm lịch nha, nên giá xe hôm nay là sẽ giảm nữa, giảm sâu cực mạnh luôn, giảm từ vài trăm k cho tới 1 triệu đồng một xe nha. Đó, đây là xe mới 100%. Đây hiện tại là cửa hàng xe máy Hữu Tình nha, ở góc đường N1D5 Bến Cát Bình Dương nha, rất là dễ tìm luôn. Phần mô tả có định vị cửa hàng. Cô chú anh chị em mà đặc biệt hôm nay nè, cô chú anh chị em mà mua xe 50 á thì có giá ưu đãi cực kỳ là biệt luôn. Ví dụ như em cúp đó là 10 triệu nha. Chiếc cúp này nè là đúng là 10 triệu luôn nha, cúp mới nha. Nhưng mà em phải nghĩ là giá này là cực kỳ tốt nha cô chú anh chị em. Xe mới nhưng mà chỉ có 10 triệu thôi. Còn những cái mẫu bên đây á, ẹp 50 có luôn nè, 16 triệu nè. Rồi Charlie cũng có nha, Charlie hàng của Việt Thái luôn, tầm 16 triệu, 14 triệu là có xe nha. Rồi, chào Dung nha. Chào anh. Đi ngang cửa hàng xe máy Hữu Tình ha, thì chỉ có xỉu thôi nha mọi người, quá trời xe đẹp luôn. Xe bán đủ loại xe luôn nha mọi người, gọi là tổng hợp luôn ha. Xe 50, xe số, xe ga, GPS, Suzuki đầy đủ luôn. Mà xe thì giá là rẻ nữa nha mọi người. Đi ngang đây thì chỉ có té tại đây thôi chứ không có đi đâu được nữa hết nha mọi người ơi. Nói chung là bên cửa hàng xe máy Hữu Tình là ở ngoài đường có xe gì là bên trong cửa hàng có xe đó nha, không có thiếu bất cứ dòng xe gì luôn. Anh chị em mà qua đây á, thì chỉ có việc xuống tiền thôi. Ê, mà nhiều khi không cần xuống tiền mà cũng vẫn có xe đúng không Dung? Dạ đúng rồi, tại vì bên em có hỗ trợ góp ha. Bên em thì liên kết với lại 6 ngân hàng luôn ha. Mua góp mà không cần đưa trước nè, có cà vẹt gốc luôn cho mọi người luôn ha. Thì đầu tiên thì trước mặt mọi người đây là những cái mẫu xe cúp, xe 50 ha, cúp và xe tay ga nè. Thì đầu tiên đây là em cúp nè, em cúp này là khá thông minh nha mọi người. Giá của em nó hôm nay chỉ có 16 triệu thôi. Bên em có hỗ trợ góp là không cần đưa trước ha. Cái mẫu khá đẹp gì mà có 16 triệu em. Có khóa thông minh cho mình luôn. Cái mẫu quá dễ thương, có 16 triệu nha. Còn như em cái bên này thì chỉ có 14 triệu thôi. À 14 triệu nè. Rồi xe 50 bây giờ giá cực kỳ là mềm ha. 4 triệu. Còn tay ga 50. Thì tay ga em này có phun xăng điện tử luôn ha. Em này hiện tại sẽ là 24 triệu. Còn em kế bên này cũng là hãng SBM luôn, bình xăng thường chỉ có 19 triệu thôi. Đây đặc triệu. Biệt đây ưu đãi mùa hè cho anh chị em mình luôn ha. Thì giảm từ 1 triệu tới 1 triệu, 1 triệu rưỡi tới 2 triệu luôn ha mọi người ha. Đây, nghĩa là trên đây có thêm cái bảng giảm giá riêng nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung là qua tới cửa hàng xe máy Hữu Tình á, là rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Nói chung là chấp tất cả các loại cửa hàng mà nói về chương trình khuyến mãi là Yamaha Hữu Tình là rất là nhiều luôn nha. Nhiều khi mình nói mà còn quên luôn cô chú anh chị em. Đã lắm. Đó. Còn những cái mẫu Vespa này thì giá bao nhiêu? Em này thì là Victoria ha. Em này sẽ là 19 triệu. Còn em này sẽ là Victoria Pro. Thì em này là mẫu 2024 20 triệu ha. Góp thì bên em có hỗ trợ góp nha, không cần đưa trước nè, nhận cà vẹt góp luôn. Còn ngoài ra thì bên cửa hàng em còn có hỗ trợ ship xe toàn quốc 63 tỉnh thành luôn á. Thì mình cứ cọc 2 triệu là có xe nha. 2 triệu là có xe. Đúng rồi. Bao mình ship xe là mình bao trầy. Nói chung dạ. Là bao lỗi là một đổi một hả em ha? Dạ đúng rồi, trầy bên em đổi cho mình ha. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Nói chung cô chú anh chị em mà có những cái bạn nhỏ mà chuẩn bị đi học qua đây lựa xe 50 là vi vu luôn nha. Tầm 13 14 triệu là mình đã có xe rồi ha. Rất bên là em nhiều có mẫu xe cúp 12 triệu luôn. Cúp 12 triệu luôn. Đúng rồi, liên hệ cho em là có. 10 triệu em bán luôn nha. 10 triệu bán luôn. Bán luôn. Quá đã. Xe mới 100% nha, không phải là xe cũ nha cô chú anh chị em mình. Đó. Bên đây thì có mô tô nè, mô tô thì rất là nhiều luôn. Rồi, mô tô dòng này cũng được gọi là best seller của cửa hàng luôn ha. Một tháng có thể bán tới 50 chiếc xe mô tô ha. Wow. Như những xe bình thường thì một tháng 50 chiếc thì quá là bình thường rồi. Như em này là được gọi là dạng mô tô. Thì em nó bán được 50 chiếc cũng đã gọi là best seller rồi ha. Thì em này giá hiện tại chỉ có 72 triệu thôi, bao thuế VAT cho mình ha. Cứ cầm đúng 20 củ tới đây nhận xe hỗ trợ góp nha mọi người. Bao thuế VAT luôn. Cầm đúng 20 triệu thôi là hỗ trợ trả góp luôn cho mình. Còn chiếc bên trong?
Bên trong thì có Genti Mạnh 220 nè. Em này thì chỉ có 49 triệu thôi. Còn em Mazda 300 em bán cho mọi người 55 củ. À, bán rẻ quá, ta nghĩ xe cũ nha mọi người. Giờ bán đúng giá luôn. 49 triệu thôi là có xe mới rồi ha. Xe mới 100% nha cô chú anh chị em. Không Mazda phải là xe là cũ nha. Mazda 300cc được nha mọi người. Phải có bằng lái A2 mới thể di chuyển được nha. Nhưng mà anh so sánh nhìn thấy cái mẫu này vẫn là ngầu nhất. Đúng rồi. Em nè. Này được gọi là bestseller luôn ha. Nhìn bên em ship xe đa số là miền ngoài nè, miền Tây nè. Nhìn cái dáng xe nó lực ghê ha. Đó. 75 em triệu. Em này ha. Thì không cần bằng lái A2 đâu, bằng lái A1 cũng có thể di chuyển rồi, tại vì em nó chỉ có phân phối là 155 thôi. 155 mà đã quá ha. Rất là nhiều mẫu xe tại cửa hàng luôn. Còn trong này thì có Sachia. Sachia nè, Sachia thì hiện tại là 49 triệu nha. Sonic thì 52 triệu, còn Raider thì chỉ 46 triệu thôi. Ngoài ra còn có em BG1 của hãng Yamaha mới ra mắt vào đầu năm ha. Giá 31 triệu bao VT cho mình, cầm đúng số tiền tới nhận xe không phát sinh nha. Nói chung là bây giờ là cầm giá tiền bao nhiêu thì qua đây mua cũng vẫn mua xe được của chú anh chị em mình. Nhiều loại xe mình hỗ trợ là góp không đồng luôn. Còn những cái loại xe mà giá cao tiền chút xíu thì đưa trước cho cửa hàng tầm 3 tới 5 triệu là lấy xe về em ha. Đúng rồi. Còn mẫu của Alpha này hiện tại giá bao nhiêu? Của Alpha hiện tại là giá đang là 19 triệu ha. Còn ngoài ra bên em còn có quay Black nè, Sigurd nè thì chỉ có 18 triệu thôi. Black, còn quay Sigurd. RSX thì hôm nay hơi giá hơi cao chút xíu ha, 24 triệu. 24 triệu ha. Đó, rất là nhiều mẫu xe tại cửa hàng luôn. Những cái dòng xe mà giá mà tầm dưới 30 triệu này là mình mua góp đâu cần đưa trước đâu ha. Dưới 45 triệu cũng được anh. Như tay ga có Vairo nè, Vision nè, AB nè. Bên em có hỗ trợ không đưa trước luôn. Và tất cả các dòng xe có tại cửa hàng mọi người cứ đưa trước đúng 20% là nhận cà vẹt gốc luôn ha. À, đưa trước 20% nhận cà vẹt gốc. Quá đã ha. Dòng xe thấp thấp tiền này nói chung mấy dòng xe 13, 14 triệu này cô chú anh chị em đưa trước từ 4 triệu, 5 triệu thôi là mình nhận cà vẹt gốc rồi. Cái mẫu này là mẫu xe 50 hả em? Dạ đúng rồi, Sigurd 50 này mới về đầy đủ màu luôn. Biết rồi má, nãy giờ ta né lắm ha. Con này cam nè, con này mâm nè. Cam đùm luôn á, phải chia đĩa. Mẫu này bây giờ là bao nhiêu em? À, mẫu này hiện tại đang bán mức giá là 13 triệu 5 thôi. 13 triệu 5 ha. Đầy đủ màu luôn. Đó. Màu sắc thì khá là đa dạng cho mình luôn ha. Bánh mâm có, bánh cam có ha. Khách vô quá trời của chúng em, trưa rồi mà khách vô lựa xe quá rất nhiều luôn nha. Đó, ủng hộ. Mà đa số bây giờ là xe 50 là bán rất là chạy nha. Nhiều bạn nhỏ đi học đó. Tiếp tục nha, Vario thì hiện tại là giá bao nhiêu em? Vario bản tiêu chuẩn đang là 36 triệu ha. Còn bản đặc biệt sẽ là 39 triệu khá thông minh cho mình ha. Bên trên này thì có Vision nhưng mà em chưa báo giá Vision đâu. Tại vì Vision bên nhà bên kia rất là nhiều màu đẹp đó. Và những cái mẫu mã rất là đẹp thì bờ xíu nữa em qua chị em báo giá sau cho mình nha. Giấu, bí mật. Giấu nha. Chờ khoảng chừng giấu nhưng mà giấu này cũng lạ lắm. Khoảng chừng mấy phút là khai liền. Rồi Revo nè. Cái dòng Revo này là dòng thì hàng nhập khẩu ha. Phân phối là 110 nè. Em này hiện tại là bánh mâm sẽ là 26 triệu, còn chỉ đĩa bên này thì chỉ có 24 triệu thôi. Bên trong kia thì có Future nè, rồi quay Thái nè. Future thì hiện tại đang là 34 triệu, quay Thái thì 75 triệu ha. Mua góp dòng quay Thái mọi người cứ trả cho em tầm 15 triệu là có xe, còn Future thì trả trước cho em 3 củ có xe luôn ha. Ok, bình thường anh nhớ là bên mình là có nhận lên từ khu chờ lên Thái luôn em ha. Có luôn anh đó. Đó, từ khu chờ mình em lên Thái có luôn. Luôn. Thì giá nó, mình lên đồ như vậy thì giá lên tầm bao nhiêu em? Quay Thái thì chỉ cộng cho em 1 triệu ha. Trời, cộng có 1 triệu à? Đúng rồi. Là có rồi. Từ xe mà 43-45 triệu đi, lên thành xe 7 mấy triệu mà thêm phí có 1 triệu bạc à. Quá đã nha. Đây là những con ô tô tiếp theo nha. Rất là nhiều luôn. Bên trong R15. Em thì có R15 nè, R15 là 65 củ. Thì R15 hỗ trợ góp nha mọi người, hỗ trợ góp thì trả cho em tầm 15 triệu là có xe ha. Còn phía bên này thì có Razor nè. Em này sẽ là 45 triệu thôi, 220cc nha mọi người. 45 triệu cho một em ô tô 220cc. 45 triệu thôi. Xe mô tô thôi, xe mới 100% mà có 45 triệu thôi. Giá này rất ok nha cô chú chị em. Thích hợp cho mấy bạn nào mà mới chạy tập chạy mô tô có thể mua về trải nghiệm. Chạy một thời gian đi quanh lại cửa hàng vẫn thu cũ là cho mình đúng không Dung ha? Dạ đúng rồi, bên em có thu xe cũ đổi xe mới nè, thu vào giá cao luôn nha mọi người ơi, mà bán xe mới thì giá cực kỳ ưu đãi luôn. À, nhiều khi á, mình cầm một chiếc xe cũ qua đây á, thêm phí vài triệu thôi cái mình đổi là nguyên một con xe mới về chạy Vivo luôn.
giá bù trừ hợp lý với lại cửa hàng ha. Rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ mình qua trển tham quan cái kho xe Vision bên đó nha. Rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị em mình. Nói chung là chỉ có những cái màu mà cô chú anh chị em không có tưởng tượng ra thôi, chứ bên cửa hàng là có đầy đủ hết luôn. Đó, gần như là 30-40 màu là cửa hàng có đầy đủ hết. Đây. 7 sắc cầu vồng cho mình luôn ha. Giá sơn chỉ có một củ thôi. Lên sơn là chỉ có một củ thôi. Đây, rất là nhiều màu luôn. Vision hiện tại thì chỉ có 31 củ là có xe nha mọi người. Hỗ trợ góp trả cho em tầm 5 củ có cái vẹt gốc luôn nha. 5 củ em hỗ trợ cho mọi người nhận cà vẹt gốc luôn Vision nha. 5 triệu là đưa cà vẹt gốc luôn. Đúng luôn. À, anh chị em mà thấy em Dung báo giá ok thì cho anh em mình một like nha, để ủng hộ cửa hàng nha. 5 triệu là có cà vẹt gốc luôn. Thôi, chưa từng thấy nha cô chú anh chị em. Rất là nhiều màu đây. Màu đặc biệt rồi, màu thường, màu lên sơn là cửa hàng có đầy đủ luôn. Phí lên sơn là cộng thêm cho cửa hàng tầm một củ nha, là có xe. Dạ, đây là phiên bản thể thao ha. Của dòng Vision thì phiên bản thể thao hiện tại là 36 củ thôi. 36 củ nha mọi người, 36 triệu nha. Góp mọi người trả trước cho em này, ví dụ như mọi người muốn nhận cà vẹt mô tô thì trả trước cho em tầm 3 củ thôi nè, 3 triệu nha. Còn mọi người muốn nhận cà vẹt gốc thì cứ 5 triệu, 6 triệu là có nha. Em giao cà vẹt gốc cho mình luôn. 5 triệu, 6 triệu là giao cà vẹt gốc luôn. Còn bên trong này thì có SH nè, AB nè, SH nữ, SH nam có đầy đủ ha. Thì em báo giá đầu tiên là em AB125. Bản này là bản tiêu chuẩn nha mọi người. Bản tiêu chuẩn thì em nó hiện tại là 44 triệu. Giá em báo là bao VT cho mình luôn ha. Bao còn VT. Phía bên trong thì có bản đặc biệt sẽ là 46 triệu. Còn bản này là em này mới về mẫu 2025 bản thể thao ha. Em này sẽ là 46 triệu 500. 46 triệu 500, cái đó là màu zin luôn nha. Đúng rồi, không? Màu zin mà đẹp ghê ha. Đẹp thiệt luôn á. Đó. Còn SH Nam giá sao? SH Nam thì 125 thì em nói sẽ là 75 triệu, 160 và 150 thì sẽ là 95 triệu. Góp mọi người trả trước cho em tầm 15 triệu là có xe nha. Còn dòng SH nữ thì chỉ có 58 triệu thôi. Góp em hỗ trợ trả trước 5 củ ha. 5 củ, 10 củ là nhận xe nha. Đưa trước từ 5 triệu tới 10 triệu là nhận xe thôi. Đưa trước 20% thì mình nhận cà vẹt gốc luôn. Quá đã nha. Rất là nhiều xe tại cửa hàng luôn. Bên trong đây cũng còn rất là nhiều nè. Bên trong này thì em này thì là em Vision nè. Linh Sơn ha. Linh Sơn này em tính cho mọi người chỉ có 300 thôi. Trời. 300 tiền sơn thôi, không phải 1 triệu nha. Chiếc này 300 tiền sơn ha. Dạ. Đó. Trời, không phải là 1 triệu đâu, 300 thôi là có màu sơn khác rồi nha. Rất nhiều luôn. Grande thì sao? Grande thì bản thường sẽ là 46 triệu nè, còn bản cao cấp sẽ là 48, bản đặc biệt giới hạn sẽ là 50 ha. Còn kế bên nữa thì bên em cũng còn được một vài em Vairo 160 bản nhập khẩu nha mọi người, 48 triệu, bao phí sơn cho mình luôn ha. Góp mọi người không cần đưa trước cũng có thể nhận em này nha. Riêng bên này. Em hỗ trợ em này không cần đưa trước cũng nhận xe nha mọi người. Hơn 45 triệu nhưng mà cũng không cần đưa trước luôn nha và nhận xe. Đấy, Vio này có đầy đủ hết luôn nha. Rất là nhiều dòng xe tại cửa hàng luôn. Bây giờ thì anh em mình tiếp tục tiến lên trên lầu nha, gặp học những cái dòng xe số ở trên lầu nha. Đây là hình như là mẫu xuống áo nha cô chú anh chị em. Đó, Vario xuống áo luôn. Áo thái cho mình luôn nha. Đó, đẹp nha. Nhìn phơm dáng rồi rất là ok luôn. Mẫu này nếu mà xuống áo thì thêm phí tầm 1 triệu hả em hả? Xuống áo này là áo thái nguyên zin anh. Thì em nói xuống áo cộng 3 triệu nha. Cộng 3 triệu nha. Tiếp tục nha. Đó. Ở đây là có dòng Winner. Winner thì hiện tại cửa hàng mình giá bao nhiêu anh? Dạ, Winner bản A thì sẽ là 38 triệu, còn bản C là 36 triệu ha. Ngoài ra 38, bên trên 36. Này thì bên em còn có là Ad 150, 155 Winner nè, rồi MX King nè, đầy đủ cho mình luôn. Thì Ad hiện tại bên em đang có chương trình là hỗ trợ góp không lãi suất nha mọi người. Chỉ cần mọi người trả trước cho em 30%, số tiền còn lại là góp không lãi cho mình luôn ha. Thì Ad 155 có mẫu mới và mẫu cũ luôn, mẫu 2024 có ABS và không ABS. Có ABS thì hiện tại sẽ là 51 triệu, còn không ABS sẽ là 46 triệu thôi ha. Ngoài ra bên em còn Ad 150 nữa nha mọi người. Ad 150 thì chỉ có 43 củ ha, 43 triệu thôi. 43 triệu thôi là có xe. Nói chung tầm giá 30 mấy trở lên là có công tay chạy Vivo anh chị em. Mà xe mới 100% luôn, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng luôn. Cô chú anh chị em chỉ cần đưa trước 30% thôi là mình nhận cà vẹt gốc luôn, mình chạy rất là ok. Đó. Còn lại thì mình góp qua ngân hàng ha. Trên đây còn rất nhiều. Nói chung là bên gia bên xe máy hữu tình từ tờ lầu 1, lầu 2, lầu 3 là có hóa trời xe luôn nha. Sức chứa xe lên đến gần cả ngàn chiếc cô chú anh chị em. Qua đây lựa xe đã lắm, Vivo. Đây là MX King ha. MX King hiện tại sẽ là 46 triệu ha. Góp thì mọi người trả trước cho em là 3 triệu là có xe nè.
Thì bên em có nhận lên sơn theo cầu ha. Thì mọi người cứ nhắn tin riêng cho em đi, em sẽ tư vấn cho mình nha. Số điện thoại của Dung thì nằm ở dưới góc trái màn hình nha, cô chú anh chị em cứ để ý nha. Cứ alo trực tiếp cho Dung đi, mình nhận những cái phần quà hấp dẫn đó. Em này là winner, bản này là bản CBS nè, em này sẽ là 36 triệu. Màu sơn thì mọi người cứ cộng thêm cho em 1 triệu tiền sơn nha. 36 nha, cộng thêm 1 triệu là 37. Rất là nhiều màu. Mẫu nguyên zin thì bản C thì hồi nãy em cũng báo là 36 triệu ha, còn bản A thì 38 triệu. Bên này có bản A màu zin nè, 38 triệu ha. 38 có triệu. Có ABS ha. Cho mình luôn. Thắng xịn nhất luôn nha, ABS đó. Xe để trên đây quá rất là nhiều luôn. Trên đây cũng có xe 50 nữa nè, xe copy. Xe 50 em này là Victoria AT69 ha. Em này hiện tại là 19 triệu nha mọi người. 19 triệu nha. Còn bên này thì có xe copy nè, hàng này là hạng nhập khẩu, phân phối là 110 ha, không phải xe 50 nha mọi người. Em nó sẽ là 35 triệu. Màu sắc thì đầy đủ cho mọi người luôn. Màu thì em không tính thêm tiền sơn nha. Lên sơn thì không tính tiền sơn nha, riêng với đó là xe copy nha. Quá trời xe trên đây cái nè. Vario quá trời luôn. Xe 50 nè, Ad 50 cũng có luôn. Charlie nữa, Charlie cũng có nữa. Đây, riêng em cúp đó 10 cũ bán luôn. 10 cũ. Rồi. Xe mới nha, 10 cũ nha. Cúp 10 cũ, quá đã. Việt Thái luôn nha mọi người. Này Việt Thái nha, mới 100%, 10 cũ. Đó. Còn phía bên kia thì có Ad nè, Charlie nè. Ad thì chỉ có 16 triệu thôi, còn Charlie thì 14 triệu 500 nha. 14 triệu này, 14 triệu 500, xe Charlie mẫu đèn vuông nha. Hàng cũng là hàng Việt Thái luôn hả Dung ha? Dạ đúng rồi, hàng Việt Thái có đề cho mình ha, không phải đạp nha. Quá đẹp. Đây. Đây, Ad này tưởng đâu Ad 135 không chứ. Y hệt như Ad 135 luôn. Này dành cho những anh em mà mới chưa đủ tuổi á, mình đang còn đi học á, mình mua em này về chạy là quá hợp lý luôn. Có 16 triệu là có xe rồi. Mấy dòng xe này mua góp là không cần đưa trước nè. Ship cho cửa hàng tầm 1-2 triệu là cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc luôn. Đó. Cúp 82 nữa kìa. Cúp 82 bây giờ giá bao nhiêu em? Cúp 82 thì chỉ có 13 triệu thôi. 13 triệu ha. Dạ. Có phía xe này thì có quay 50 nè, Sigut 50 nè. Quay 50, Sigut 50 thì chỉ có 13 triệu 500 là có xe nha. Màu sắc thì rất là nhiều ha. Mọi người cứ nhắn tin riêng cho em thì em sẽ gửi mẫu cho mọi người tham khảo thêm ha. Và tư vấn cho mọi người cụ thể hơn luôn nè. Đó. Rồi ok. Nãy giờ thì hai anh em mình cũng đã cập nhật giá sơ lược toàn bộ xe của cửa hàng rồi. Cô chú anh chị em nào mà cần kiếm một cái dòng xe nào đó thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em Dung nha. Số điện thoại của Dung thì nằm ở dưới góc trái màn hình nè. Alo trực tiếp cho em Dung đi, sẽ nhận hỗ trợ tiền xăng xe. Dạ. Đúng không? Và những phần quà là rất là ưu đãi nhất từ cửa hàng nha. Rồi ok. Thì bây giờ thì cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Xin chào. Chào.